Trần Việt xin kính chào quý vị khán giả Kheona TV Bản tin những vấn đề Việt Nam hôm nay với chủ đề Tại sao Việt Nam muốn nâng cấp ngoại giao với Mỹ? Do nhà báo Phạm Trần biên soạn Trần Hưởng Tóm Lược Kheona TV thực hiện Thưa quý khán giả Việt Nam muốn nâng cấp ngoại giao với Mỹ làm gì? Là câu hỏi được đặt ra Sau khi Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden Tiết lộ vào ngày 28 tháng 7 2023 rằng Tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam rất muốn gặp tôi khi tôi đến G20. Ông ấy muốn nâng tầm để Mỹ thành đối tác lớn cùng với Nga và Trung Quốc. G20 là khối 19 nước đại kỹ nghệ đang phát triển và liên hiệp châu Âu chuyên quan tâm đến các vấn đề toàn cầu như kinh tế, khí hậu và phát triển. Khối này kiểm soát 80% kinh tế, và 60% lãnh thổ thế giới. Tuy thành lập muộn vào năm 1999, nhưng sức mạnh toàn cầu của nó đã giúp ngăn chặn được những cuộc khủng hoảng kinh tế quan trọng. Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 11 tháng 7 năm 1995 sau những nỗ lực của cựu tổng thống dân chủ Mỹ Bill Clinton và thủ tướng cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt. Tổng thống Đảng dân chủ Biden không nói tên người đứng đầu Việt Nam đã gọi cho ông, nhưng nhiều phần chắc là ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam, về mặt ngoại giao nhưng không có thực quyền bằng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Sau 28 năm bàn giao Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn ở cấp toàn diện, không bao hàm vấn đề an ninh và quân sự, cấp ngoại giao cao hơn và mức độ chiến lược trong đó an ninh và thịnh vượng chung của hai nước được coi là quan trọng. Cho tới nay, năm 2023, Việt Nam có quan hệ chiến lược với 13 nước gồm như là Thái Lan, Nam Dương, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Phi lực Tân, Nhật Bản, Tân Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ý, Pháp, Úc đại lợi và Tân Tây Lan. Nhưng tại sao Việt Nam muốn nâng lên cấp ngoại giao chiến lược với Mỹ vào lúc này? căn cứ vào tình hình thực tế thì vì mối đe dọa từ phía Trung Quốc ở Biển Đông ngày một gia tăng và nhu cầu quốc phòng của Việt Nam. Từ lâu, Bắc Kinh đã khăng khăng tự nhận tất cả các đảo bãi đá và vùng biển chung quanh ở Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại. Khu vực này thường được gọi là đường chính đoạn, giống như cái lưỡi bò chiếm 2 phần 3 diện tích của trên 3 triệu cây số vuông ở Biển Đông. Ngoài lý do lãnh thổ, khả năng dự trữ dầu và khí đốt ở biển Đông đã khiến tham vọng bành trướng của Trung Quốc ngày một hung hăng hơn. Theo Bách khoa toàn thư mở thì biển Đông được đánh giá là một trong năm bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới WB World Bank ước tính ở biển Đông có 900.000 tỷ feet, khoảng 27 ngàn triệu tỷ mét khối dự trữ trữ lượng khí đốt tự nhiên và dầu mỏ tương đương 7 tỷ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng một ngày. Các khu vực thềm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các bồn trũng Brunei, Sabah, Sarawak, Malay, Patani Thái, Nam Côn Sơn, Mekong, Sông Hồng cửa sông Châu Giang. Hiện nay, hầu hết quốc gia trong khu vực đều là những nước khai thác và sản xuất dầu khí từ biển như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan và Indonesia là thành viên của OPEC. Ngoài dầu khí, nếu để cho Trung Quốc kiểm soát Biển Đông thì giao thông trên biển sẽ bị đe dọa theo tuyến Trung Đông, Ấn Độ Dương và Bắc Đại dường thì 2 phần 3 hàng hóa thế giới được di chuyển trên tuyến huyết mạch biển đông. Nhưng không giống như quan hệ an ninh và quốc phòng bền chặt giữa Phi lục Tân và Mỹ, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa có một hiệp ước an ninh nào trải với chính sách quốc phòng thân Mỹ của Phi lục Tân. Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 đã minh định chủ trương của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự không liên kết với nước này để chống nước kia không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế giờ đây việt nam muốn nâng cấp ngoại giao với hoa kỳ cũng không ngoài mục đích mưu cầu một sự bảo vệ nào đó khi bị trung quốc tấn công Tuy nhiên, đối với chính quyền của Tổng thống Đảng dân chủ Biden thì hai hồ sơ xấu về nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam có thể sẽ gặp khó khăn tại Quốc hội Mỹ nếu Việt Nam muốn Hoa Kỳ trợ giúp quốc phòng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin những vấn đề Việt Nam. Xin kính chúc quý khán giả có ngày cuối tuần vui vẻ bên người thân. Trần Việt trân trọng kính chào.